Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn là món bánh bò nướng vị lá dứa, bánh xốp, mềm, trong, dai và rất là thơm, để lâu không bị cứng. Và đặc biệt bánh có rất là nhiều rễ tre. Và chỉ trong vòng 1 tiếng thì các bạn đã có cái món bánh bò ngon chiêu đãi cho gia đình. Vừa ngon, vừa rẻ và vừa tiện lợi thì mời các bạn cùng làm nhé. Để làm cái món bánh bò nướng tôi sử dụng đây là 180g đường, khoảng 1 cup đường và sử dụng 200ml nước cốt dừa và mình căng lên là 182g và nếu mà đong bằng cốc thì khoảng là gần 1 cup nước cốt dừa và nếu mà đo bằng chén thì là gần 1 chén đường và 1 chén nước cốt dừa. Mời thêm 1/4 thìa cà phê muối. Hòa cho đường với nước cốt dừa tan ra thì mình bật bếp lên mình nấu. Nấu với lửa nhỏ và cho đường vừa tan ra thì mình tắt bếp. Để làm bánh bò thì mình làm nóng cái khuôn lên trước hoặc là mình mở lò nướng trước 10 phút và mình sẽ thoa dầu lên cái khuôn, bơ, dầu hoặc là dầu dừa lên cái khuôn để cho cái bánh mình nó ít dính nhất. Thoa xong rồi, một lát nữa mình sẽ đổ bột khoảng 1/2 cái lượng khuôn vì để còn 1/2 cái chiều cao của lượng khuôn để cho cái bánh nó nở lên. Thoa dầu xong thì mình sẽ cho vào lò nướng, mình làm nóng cái khuôn lên trước và với nhiệt độ là 200 độ C và 10 phút. Và cái lò nướng mình có 2 tầng, mình để tầng phía dưới. Cái lò nướng mình là cái lò nướng gia đình dạng nhỏ nên mình để tầng phía dưới. Còn các bạn mà có cái lò nướng to thì các bạn để tầng giữa. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng 5 cái quả trứng gà công nghiệp. Và quả trứng của mình là 5 quả trứng gà to. Nếu các bạn sử dụng loại trứng gà nhỏ thì các bạn có thể sử dụng 6 trứng. Rồi, đầu tiên mình sẽ đập trứng qua cái rây này. Mình lượt trứng trước. Vì lượt trứng trước một lát nữa mình cho vào trong bột mình lượt rất là dễ dàng. Còn không thì cho vào trong bột luôn nhưng mà lượt rất là khó. Mình đập trứng riêng như vậy vì nếu mà cái trứng nào hư á thì cái bột mình còn sử dụng được, nếu mình đập vào trong bột luôn á cái trứng hư là bỏ bột luôn, nó hư luôn. Mình dùng cái nĩa nè, mình châm vô cái trứng, châm cho nó tan tan ra rồi mình khuấy đều nhẹ nhẹ, mình làm như là cái bánh lan á, mình khuấy một chiều thôi và tránh cho nó xuất hiện nhiều bột khí. Và sử dụng thêm cái vani dạng nước khoảng 1 đến 1,5 thìa cà phê. Các bạn nào thích thơm nhiều thì cho 1,5 thìa cũng được. Và cho cái vani trộn đều với trứng để khử cái mùi tanh của trứng và để cái bánh mình thơm hơn. Trứng sau khi lượt xong thì mình sẽ cho vô trong cái thau này nè. Tiếp tục mình sẽ cho nước đường với nước cốt dừa nấu sôi và để cái thật nguội vào. Nếu mà nấu còn nóng nó cho vào trong trứng này, trứng nó bị chín thì cái bánh mình nó cũng bị hư nữa. Rồi để cho nó có cái mùi lá dứa thì mình cho vào trong này là 1 thìa cà phê hương lá dứa. Còn các bạn nào mà có điều kiện có lá dứa tươi á thì lúc nãy á, mình cho đường, cho nước cốt dừa xay cùng với lá dứa vắt nước ra và nấu vừa sôi lên thì tắt bếp. Còn cái này không có cái lá dứa thì cho 1 thìa cà phê hương lá dứa vào trong này. Đó, lúc nãy nè, mình cho cái nước đường này xay cùng với lá dứa này luôn nè. Rồi vắt nước ra nấu sôi để nguội. Nấu vừa sôi lên thôi để nguội mình cũng cho vào trong này. Tiếp tục cái khâu này cũng rất là quan trọng nè. Sử dụng đây là bột năng Vĩnh Thuận và bột gạo Vĩnh Thuận. Nếu mà sử dụng bột năng hoàn toàn luôn á thì cái bánh mình nó bị dai, nó mềm, nó dai nhưng mà nó không xốp. Một lát mình sử dụng thêm bột gạo mà mình đong khoảng là hơn 1,5 cup bột năng thì tầm khoảng 1,5 chén bột năng và cái số lượng gam á là 200g bột năng.
rồi đông bột năng xong tiếp tục mình sẽ cho thêm một gạo, cho một thìa canh bột gạo vào trong này và 8 gram bột gạo. Cho cái bột gạo vào để cái bánh mình nó có cái độ xốp hơn. Vì cái bánh mình nướng á, thì nó có cái độ hơi dai, nếu mà sử dụng hoàn toàn bột năng cái bánh mình dai lắm. Mình cho thêm bột gạo để cái bánh mình nở tốt, nở xốp hơn. Khoảng 2 thìa canh ăn phở này nè. Đó, cái thìa canh này là khoảng 2 thìa canh ăn phở. Cho vào xong rồi, tiếp tục mình sẽ cho cái bột nở vào. Và trong cách làm này sử dụng bột nở chứ không sử dụng muối nở. Sử dụng muối nở cái bánh nó bị hôi lắm nghe. Mình sẽ cho một gói bột nở vào trong này. Và cái gói bột nở là 11 gram. Và đây mình đong thử cho các bạn xem là khoảng là 1/2 thìa cà phê. Còn các bạn nào mà căng lên thì các bạn căng từ 9-10 gram bột nở là cái bánh mình đã nở tốt rồi. Còn ở đây một bịch 11 gram thì mình cho vô luôn. Cho bột nở vào xong thì mình sẽ trộn đều bột nở với bột. Mà nếu mà không có trộn trong lúc này á, cái bánh mình cũng dễ bị nó bị nở mà nó nở không đều. Lát nữa mình nướng cái bánh á, mình không trộn cái lúc này nè, cái bánh mình nở không có đều, bên cao bên thấp á. Rồi mình rây bột mình cho vào trong cái hỗn hợp nước cốt dừa và trứng, rây để cho bột ít vón cục vào lúc nữa cái bột mình nó mịn màng hơn. Đặc biệt cái bánh bò này á, mình làm mà cái bột nó mịn màng thì cái bánh mình càng mềm, càng dẻo, không có sao hết. Đây mình sẽ lược qua cái rây một lần nữa cho bột mịn màng hơn. Và các bạn thấy những cái bột khí lấm tấm nè, là cái bột nở nó đang hoạt động đó. Và mình lược xong rồi thì cũng nhanh chóng mình cho vào trong khuôn nướng luôn. Để lâu quá thì cái bánh bò của mình nó dễ dàng trở thành cái món bánh đúc lắm. Nó không có rễ tre mà nó dễ dàng trở thành bánh đúc. Vì cái bột nở này nó nở rất là nhanh. Lại xong rồi cuối cùng mình sẽ cho một thìa canh dầu dừa, khoảng 2 thìa ăn phở lúc nãy á. Đặc biệt cho cái dầu dừa này cái bánh rất là mềm, rất là thơm và bánh ngon lắm. Rồi để tạo rễ tre cho cái bánh thì khi mà mình lấy cái khuôn ra nóng mình đổ vô trong cái rổ nè, nghe xèo xèo luôn á, xèo xèo, nhưng mà xèo nhỏ thôi chứ không phải như xèo như là chiên bánh xèo nhá. Mình đổ qua cái rổ để cho nó nhỏ giọt thành những cái giọt mưa nhỏ như vậy nè, để hình thành những cái rễ tre của nó. Và cái rễ tre của nó sẽ hình thành cho cái bánh bò này nhiều hơn. Nếu các bạn đổ trực tiếp vào thì bánh bò vẫn có rễ tre, nhưng mà rễ tre rất nhỏ. Mình đổ như vậy để làm rễ tre cho nó đó. Rồi mình di chuyển nhẹ nhàng đến cái lò nướng và đổ bột á, thì mình nên để gần cái lò nướng mình đổ bột. Sau đó nhanh chóng nhẹ nhàng mình cho vào trong lò nướng và nướng nhiệt độ 180 độ C. Nhưng chỉ nướng 10 đến 15 phút mình sẽ giảm lửa xuống còn 170 độ C và nướng trong vòng 50 phút. Cái bánh bò này của mình á, nó rất cần nhiệt độ lúc báo lúc ban đầu là nóng để cái bánh nở tốt, nở xốp và bánh đẹp. Và khi xuất hiện trên màn hình nè, mình quay gần lại các bạn thấy những cái lỗ lấm tấm như vậy đó. Đó là những cái lỗ của cái rễ tre đó. Nếu mà cái bánh xuất hiện như vậy là một lát nữa cái bánh có rất nhiều rễ tre. Còn cái bánh mà không xuất hiện những cái lỗ lấm tấm trên cái mặt của bánh thì cái bánh có cái rễ tre rất là nhỏ. Rồi, sau khi nướng 50 phút rồi, bắt đầu mình sẽ úp ngược cái khuôn trở lại và để cái bánh này trong cái lò nướng này khoảng 30 phút và hé cái lò ra và úp ngược lại để cho cái bánh mình nó không có bị xẹp, nó xẹp theo cái chiều bên dưới cái đáy khuôn xẹp xuống. Nếu mình ngắt nhiệt độ ngay lúc này mà mình đem ra luôn cái bánh mình rất là dễ xẹp. Rồi sau khi cái bánh để nguội thì mình lấy ra khuôn và ăn bao nhiêu cắt bấy nhiêu, và ăn không hết thì cho vào hộp để bảo quản. Và nên sử dụng bột gạo trong cách làm bánh bò này để cái bánh nó nở xốp,
ngon hơn và ít dai hơn là sử dụng hoàn toàn bằng bột năng. Và đặc biệt sử dụng thêm dầu dừa trong cách làm này, bánh giữ được độ ẩm và rất là mềm. Và thứ ba nữa là khi mà nướng bánh bò thì làm nóng cái khuôn lên trước và nhanh chóng di chuyển cái khuôn ra khỏi lò nướng và cho bột vào ngay. Cho bột vào xong cho qua cái rổ để tạo ghế tre, cho vào xong thì nhanh chóng cho vào trong lò nướng. Và thứ tư nữa là sau khi nướng xong úp ngược cái bánh lại để cho cái khuôn mình nó dễ dàng lấy ra hơn và cái bánh nó không bị xẹp sau khi lấy ra khỏi khuôn. Và như vậy rất là nhanh chóng và dễ dàng đã có cái món bánh bò nướng để chiêu đãi cho gia đình. Và chúc các bạn ăn ngon miệng. Và các bạn nào làm xong cái món bánh bò nướng hãy nhắn tin nhắn cho mình với nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Sức khỏe tâm sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất.